bắp cải. Đây đường gì ta? Phường 2. Trà Vinh phường 2 cả nhà ơi. Hẻm 5. Bún xương là có những gì ở trong cái tô bún xương con? Bún xương. Chào quý vị. Thì hôm nay mình đi trên đường mình thấy ở đây có bán bún xương cả nhà. Thì mình cũng chưa từng ăn bún xương, hôm nay mình sẽ vô ăn thử coi ngon hay không ha. Và mời cả nhà cùng dùng với mình. Đây. Quán bún xương bên đó cả nhà. Bên đó. Đây đường gì ta? Phường 2. Trà Vinh phường 2 cả nhà ơi. Hẻm 50. Ở đây khách chiều cũng khá đông nè cả nhà. Cho con tô bún xương đi cô ơi. Bún xương là có những gì ở trong cái tô bún xương con? Bún xương. Ăn giò thì mình lấy giò. Dạ. Bún xương là vậy hả? Là cái mấy cái cọng đó hay con? Cái cọng đó là tép xay. Tép xay ha. Tép xay ha. Ở đây mình bán lâu chưa con? 4-7 năm hả? Mới 4-7 năm hả? Quá trời. Quá trời lâu vậy. Rồi nước chấm. Ủa tô bị lủng cái gì ta? Đầy quá chảy hả? Súp quá tuyệt vời cả nhà ơi. Hai chén nước chấm luôn. Bây giờ mình đổ vô trước một chén. Ở đây còn một chén chanh ớt. Đây bán của mình dân nghe tính tiền bánh 30k ở nhà ơi. Còn này thì bắp cải. Đồ quá đã, quá bự luôn. Cái này giò heo. Cái này là bún xương nè cả nhà. Còn thịt này là thịt heo. Bún xương là người ta đã tép á, người ta làm ra cọng bún này. Tép có pha bột cái gì ta? Quá xá luôn.
quá đã nha em. Xuông này là bún xuông nữa nha, ngon quá, ngon nó hèm quá. Rồi giò heo. Giò heo nhiều nhiều, có sữa thì con bú ở nhà ơi. Găng này là ok luôn á nha. Quá lạ. Nâu quá cả nhà ơi. Bye bye cả nhà ha. Hẹn gặp lại những video mới cả nhà, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha.